Rồi, xin chào các bác. Đây là chiếc 95 về trong lô máy ngày 27 tháng 3 đây. Ngày mấy con này mới bán ở trên nè, mới bán về trong lô đã bán hết. Con này con khá đẹp luôn các bác. Đồ nó còn đẹp vừa bông quá. Số khung của nó là đây. Rồi sẽ quay dần chân. Hello.